Chi tiết Kawasaki Z900ZS tại Việt Nam, mô tô hoài cổ giá 415 triệu. So với mẫu Naked Z900, Z900ZS được bổ sung thêm công nghệ kiểm soát lực kéo KTZC và điều chỉnh âm thanh động cơ. Kawasaki Việt Nam phân phối Z900ZS với 3 phiên bản màu sắc. Kawasaki Việt Nam Always mang đến cho người dùng một dòng xe mang phong cách retro cổ điển, Kawasaki Z900ZS. Kawasaki cho biết ký hiệu ZS trên mẫu xe này mang ý nghĩa retro sport, phong cách thể thao cổ điển. Kích thước tổng thể của xe là 2100-865-1150mm, Z900ZS dài hơn, hẹp hơn và thấp hơn chiếc Z900 nguyên bản 2065-825-1065mm. Phiên bản cổ điển này có khối lượng 214kg, nặng hơn Z900 4kg. Nhìn từ phía trước, Z900ZS mang đậm phong cách của một chiếc xe cổ điển với cụm đèn chính dạng tròn. Chiếc xe vẫn có những chi tiết hiện đại như đèn báo rẽ và đèn chiếu sáng dạng LED. Để hãm lực phanh từ khối động cơ 948cc, Kawasaki trang bị cho Z900ZS hệ thống phanh đĩa kép 300mm ở phía trước và phanh đĩa đơn 250mm ở phía sau. Cụm đồng hồ xe thiết kế đối xứng với hai đồng hồ cơ hiển thị tốc độ và vòng tua, ở giữa là màn hình LCD đơn sắc hiển thị đa thông tin. Bình xăng Z900ZS có thiết kế hình giọt nước mềm mại, dung tích 17 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này được Kawasaki công bố là 6,6 lít trên 100km. Mặc dù chiều cao yên chỉ ở mức 800mm, nhưng Z900ZS không dành cho những người có chiều cao dưới 1,65m, do thiết kế bề ngang tương đối rộng. Khi ngồi thử, yên xe cho cảm giác thoải mái với độ bám ở mức vừa phải. Kawasaki Z900ZS trang bị khối động cơ 4 xi lanh, dung tích 948cc, sản sinh công suất 110 mã lực tại vòng tua 8.500 vòng trên phút và moment xoắn cực đại 98 Nm. So với Z900, động cơ này cho công suất thấp hơn 13 mã lực và moment xoắn thấp hơn 0,6 Nm. Hệ thống treo sau dạng liên kết ngang tương tự Z900. Ưu điểm của Z900ZS so với phiên bản thông thường là có thêm công nghệ kiểm soát lực kéo KTZC, hệ thống này giúp phát hiện kịp thời việc bánh sau quay nhanh hơn bánh trước, từ đó ngắt hệ thống phun nhiên liệu vào buồng đốt. Ống xả tạo điểm nhấn cho xe nhờ thiết kế cổ điển và màu rôm sáng bóng. Đuôi xe của Z900ZS trông khá hiền và dễ bị lầm tưởng với các dòng xe phân khối nhỏ hơn là một chiếc mô tô phân khối lớn. Hiện tại Kawasaki Việt Nam đang phân phối Z900ZS với 3 phiên bản màu sắc bao gồm đen, xám và xanh, giá bán lần lượt là 415, 417 và 419 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.